Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Tech Cà Phê. Theo các bạn đã biết thì có ship trong năm nay bị leak khá là nhanh. Thì như Note 20 Ultra này hay là Z Fold 2 đã bị lộ diện tại Việt Nam. Và mình tuần trước mình có nghe là iPhone 12 máy mẫu cũng đã có. Thì nhưng tối ngày hôm nay luôn, mình cũng đang khá là sốc khi mà thấy video xuất hiện flagship ROG Phone 3, trong khi đó ngày mai mới là ngày ra mắt. Thì video này mình đang xem là nó đang trong một cái xưởng lắp ráp. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành phân tích những cái gì có trong video nhé. Rồi, giờ mình sẽ phân tích xem trong video nó có gì nhé. Rồi, mình các bạn cùng xem nha. Ở đây mình có thấy là 3 camera và một miếng, có vẻ là miếng nạp xe. Với trên phía dưới nó là một viên pin khá lớn, khi mà có thông tin lộ ra là viên pin này lên tới 6.000. Họ đang gỡ cái miếng keo cố định viên pin thì phải. Có chữ là Tencent thì phải. Đây, đúng rồi, Tencent Game. Thì ra đây là bản, cái bản này là bản dành cho thị trường nội địa này. Đang lột keo mà, như chuẩn bị để nó sắp gắn và để hoàn thiện con máy thì phải. Nó đang cầm cái tấm màu trắng ta. Đúng rồi, đây, tấm màu trắng. Thì cái tấm màu trắng này hình như mình họ thấy mình họ đang gắn ngay cái vị trí của logo. Theo mình thường thấy thì vị trí có, đó có vẻ là cái led sau của logo này. Thì đây có vẻ là họ vừa tháo cái khung ra. Thì theo mình biết thì những cái khung trong nhà máy cố định con máy lại. Oh, họ đang đưa vào một cái máy khác, có vẻ là khác như cái đang khắc laser vậy đó. Khác gì vậy đó ta? Khắc gì có một dòng hai dòng. Đang lắp một cái miếng. À, nghe rồi. Khúc này có vẻ là họ đang tra một lớp keo tản nhiệt. Thì theo mình nghĩ là phần này họ đang tản nhiệt cái phần CPU này, hoặc là modem sóng gì đó. Theo nghe khúc đó. Năm dùng. Đúng rồi, nhà máy có khác. Lắp ráp đều có cái khung để mình canh vừa góc để lắp ốc vô. À, dán tem. Họ được rồi, hồi nãy họ đang dán con tem ốc. Thì các bạn có thể biết là những con tem ốc á, giống như là nó chứng nhận bảo hành khi mà bạn tháo máy ra mà bạn rách làm rách ốc đó thì vô phương bảo hành rồi. Tiến hành phân tích những cái gì có trong cái bức ảnh này nhé. Thì đây là cái bức ảnh được leak ra từ nhà máy này. Đây, thì cái phần này mình đang, cái phần mình chuột ngang rõ chuột mình chỉ này. Thì cái đây chính là cái hệ thống tản nhiệt buồng hơi. Thì các bạn biết đó, ở chỗ nào có bộ phận tản nhiệt thì chỗ đó sẽ sinh ra nhiệt. Thì nằm ngay chỗ này là các biết gì rồi. Con CPU nằm đây nè. Đấy. Rồi, thì đến với cái hình thứ hai. Đây, thứ hai. Này là họ đã lắp một phần nào đó rồi. Thì đây có thể, mình nói có thể là những cái anten sóng nằm đây. Sóng wifi đó. Rồi, họ chừa ra hai cái phần mà lúc nãy bạn xem trong video. Là hai cái phần này họ giống như là lúc nãy mình kêu là họ khắc, nhưng mà thật ra không phải. Họ đó giống như họ tra một lớp keo tản nhiệt lên hai cái phần này. Thì chính xác là hai phần này tỏa nhiệt rất là nhiều nên họ phải tra cái tản nhiệt vào. Nghe là CPU này. Thì lúc sau họ sẽ lắp lên một miếng tản nhiệt nữa. Nghe đây mà đó, nghe lúc nãy mình nói luôn. Đây là phần mình thấy họ giống như là đang làm cái bộ phận tản nhiệt phía bên ngoài của máy. Thì đây có vẻ là những cái phiên bản test nên họ bắt đầu ráp bằng tay, kết nối những socket với nhau này. Vậy là họ đang lắp phần ngoài. Ngay đây mình thấy có một cái nhiều cái lỗ. Thì có vẻ như đây là cái phần tản nhiệt khi mà họ ngay chỗ này có vẻ là có một cái phần tản nhiệt nằm bên cạnh phải của máy hoặc cạnh trái, ngay cái phần kết nối để tản nhiệt trực tiếp vào trong máy. Ok, và đây cũng chỉ là những video mà trong nhà máy họ đang lắp ráp những con máy test đầu tiên. Còn cái bản thương mại á, thì mình không biết là nó sẽ có thay đổi những gì không. Thì các bạn hãy đón xem trong buổi livestream ngày mai nhé.